Bạn có thể quyết định bây giờ không? Can you decide now? Can you decide now? Tôi không thể quyết định được. I can't decide. I can't decide. Bạn quyết định nơi nào đi? You decide where. You decide where. Hãy để trái tim bạn quyết định. Let your heart decide. Let your heart decide. Tôi sẽ để bạn quyết định. I'll let you decide. I'll let you decide. Thật là khó để quyết định được. It's difficult to decide. It's difficult to decide. Và cuối cùng là thử thách đặc biệt cho ngày hôm nay. Hãy ghi xuống bên dưới câu tiếng Anh bạn nghe được và kèm thêm phần dịch để xem bạn có hiểu đúng được câu này không nhé. I decide to live with you forever. I decide to live with you forever. Và trong quá trình học tiếng Anh, chúng ta luôn luôn có rất nhiều những cái lựa chọn. Và bạn có quyết định được là mình sẽ tiếp tục học tập một cách là gì ạ? Theo cảm tính, vớ gì học đấy. Và hy vọng mong manh trong tương lai, có một ngày nào đó mình sẽ nghe nói được tiếng Anh. Hay bạn sẽ quyết định là mình học tập một cách bài bản, nghiêm túc, đều đặn mỗi một ngày, để bạn có thể tự tin nghe nói tiếng Anh trôi chảy trong 6 cho đến 12 tháng tới. Rất nhiều bạn học viên mình đã từng hướng dẫn, có những người thì bắt đầu hoàn toàn là từ con số 0, có những người thì họ đã từng đi học ở một số nơi. Tuy nhiên thì cái việc học tập không có cái kế hoạch luyện tập mỗi một ngày, không có luyện tập nghe ngay từ đầu, bài bản, chủ động, và dẫn tới là xong cái khóa học, sau hai khóa học họ vẫn chưa nghe được tiếng Anh, nói thì bập bõm, không có trôi chảy. Và sau đó thì họ tập trung, họ làm lại một cách nghiêm túc và bài bản. Họ luyện tập đều đặn mỗi một ngày. Và nhờ những cái quyết định như vậy đã giúp cho họ thành công và họ đã chinh phục được cái mục tiêu của mình. Tôi nhớ một cái câu nói của Anthony Robbins, một trong những cái bậc thầy ở trên thế giới về tâm lý và con người, về thành tựu khoa học. Ông ấy nói như này: thời điểm mà bạn ra quyết định thì số phận của bạn được hình thành. Và nếu như bạn quyết định ngay từ ngày hôm nay, bắt đầu cho phép bản thân mình bước lên cái hành trình học tiếng Anh bài bản, nghiêm túc, và bạn sẽ không thỏa hiệp với bất cứ những cái lý do nào để bạn ngừng học dù chỉ là một ngày, thì tôi tin chắc bạn cũng sẽ thành công. Nếu như cần được hướng dẫn cầm tay chỉ việc để giao tiếp tiếng Anh trôi chảy với một cái lộ trình học bài bản khoa học đã được tôi nghiên cứu tinh gọn trong suốt hơn 12 năm qua, đã giúp cho nhiều người thành công, thì bạn có thể inbox cho tôi qua Zalo để được cầm tay chỉ việc bạn nhé.